Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 10 của Cực phẩm gia đình, tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không của tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là tập 10 Cực phẩm gia đình. Lâm Văn Vinh ở lại tiểu lâu tương đối lâu, thấy thời gian không còn sớm nữa mới đành phải cáo biệt rời đi. Đồng Sào Sào tiễn hắn tới tận cổng Tiêu gia, đưa cho hắn trúc lam trong tay và nói: "Lâm đại ca, đây là vài món ăn mà huynh thích do muội đã làm, còn có vài bộ quần áo muội đã may cho huynh nữa. Huynh ở trong đó nhất định phải bảo trọng, nếu không thì muội chúng ta đều sẽ lo lắng cho huynh lắm đấy." Một chút thời gian buổi chiều vậy thôi mà nha đầu này lại còn có thể chạy về nhà đích thân làm cho hắn những món ăn này. Tấm lòng này của nàng khiến Lâm Văn Vinh cảm động vô cùng. Hắn nhìn tiểu ni tử này nói nhỏ nhẹ rằng: "Sào Sào, cảm ơn nàng." "Đại ca." Đồng Sào Sào trong lòng ngập ngừng, liếc nhìn xung quanh một lát, rồi nói nhẹ nhàng rằng: "Sau này đừng nói những lời cảm ơn gì cả. Sào Sào làm bất kỳ việc gì cho đại ca đều là cam tâm tình nguyện mà." Trong lòng Lâm Văn Vinh tình cảm dâng trào, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng và nói: "Ta biết rồi, Sào Sào. Trong khoảng thời gian ta không ở đó đã khiến nàng vất vả quá. Tuy nhiên nàng hãy yên tâm, sau một năm nữa ta sẽ trở về giúp đỡ nàng." Sào Sào thẹn thùng đồng ý, bàn tay nắm chặt lấy hắn. Trên khuôn mặt nở một nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc. Thấy trời đã tối, Lâm Văn Vinh nói: "Sào Sào, cũng không còn sớm nữa, nàng hãy quay về trước đi." Sào Sào lắc đầu nói: "Không, đại ca, huynh hãy vào trước đi, muội ở đây nhìn huynh." Thấy ni tử này tình cảm ướt át, Lâm Văn Vinh trong lòng cảm động, con tim rối bời, muốn nói gì đó mà lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Không ngờ bình thường là một gã mổ mép trơn tuột như thế mà lại có lúc ngập ngừng như thế này. "Vậy Sào Sào, ta vào nhé." Lâm Văn Vinh nhìn Sào Sào nói. Sào Sào ừ một tiếng nhỏ nhẹ, nhìn bóng dáng Lâm Văn Vinh bước chậm chậm vào trong tiêu trạch. Trong mắt nàng tràn ngập nỗi liềm lưu luyến, bứt rứt không rời. Không thể kìm nén được, sống mũi bỗng cay cay, vài giọt nước mắt liền rơi xuống. Lâm Văn Vinh bước vào cửa quay đầu lại nhìn mà vẫn thấy Sào Sào đứng im ở đó chưa về. Bóng hình mảnh khảnh của nàng giống như một người vợ hiền lành đưa tiễn chồng xuất hành vậy. Cũng không biết là sao nữa, Lâm Văn Vinh sống mũi cũng cay cay. Hắn biết rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên được cảnh này. Trong phủ và ngoài phủ như thể hai thế giới hoàn toàn xa lạ vậy. Ở ngoài phủ, Lâm Văn Vinh là đại ca của Đồng Sào Sào, là trụ cột vững chắc cho Đồng Sào Sào. Nhưng vào trong phủ thì hắn lại là một kẻ hầu người hạ, không bằng cả một con chó. Cảm giác trái ngược ấy khiến cho hắn sững sờ một hồi lâu. May mà tính hắn khoáng đạt, lại không có lý tưởng gì cao sang. Một không gian nhỏ nhoi trong phủ này, cuộc sống cũng có thể cho là tự do tự tại. Ngày hôm đó, Lâm Văn Vinh đang cẩn mẫn làm việc, đang cài một bông hoa vừa mới ngắt xuống, cài lên tóc một nha hoàn thẹn thùng, thì bỗng nhiên vừa thấy Vương quản gia với bộ mặt tươi tỉnh bước vào. Từ sau khi vào phủ gây ra một số chuyện làm náo loạn thì không hề thấy Vương quản gia lộ mặt gì cả. Hôm nay không biết là duyên cớ gì mà lại tới hoa viên với bộ mặt mỉm cười bước vào đây như vậy. Mấy nha hoàn đang cười đùa vui vẻ cùng Lâm Văn Vinh nhìn thấy Vương quản gia chẳng được thoải mái như Lâm Văn Vinh, liền vội vàng tháo chạy như bay. "Lâm Tam, thời gian gần đây khỏe mạnh chứ?" Vương quản gia vừa hỏi, khuôn mặt vừa cười tươi như hoa. Đàn ông cười tít mắt như vậy chẳng phải tốt đẹp gì. Lâm Văn Vinh chợt nhớ tới câu nói nổi tiếng kinh điển đó. Có điều trên hắn đã có người bảo vệ rồi, nên cũng chẳng có gì phải sợ Vương quản gia cả. Liền cười nói: "Ấy, đây chẳng phải là Vương quản gia sao? Hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới hoa viên thưởng thức hoa thế này? Ồ, ta biết rồi, hôm nay thu cúc nở rộ, đúng là thời điểm lý tưởng để thưởng gió, thưởng nguyệt, thưởng hương thu. Không ngờ là quản gia đại nhân cũng là người văn nhân nhỏ nhã như vậy." Vương quản gia cười híp mắt lại nói: "Vài ngày nay trong phủ bận rộn trăm việc, ta nào đâu có thời gian rảnh rỗi như vậy. Hôm nay ta tới đây là để tìm nhà ngươi thôi." "Tìm ta ư?" Lâm Văn Vinh ngạc nhiên nói. "Đúng vậy, Lâm Tam, ta có thể chúc mừng nhà ngươi rồi." Vương quản gia giả bộ cười. "Chúc mừng ư? Sinh nhật ta còn chưa tới, có gì đáng để chúc mừng vậy?" "Đương nhiên là có chuyện vui rồi, hơn nữa còn là chuyện vui lớn cơ. Gần đây, lão phu giúp việc trong thư phòng Lâm Bệnh,
phu nhân đã đặt cách cho ông ta về quê thủ hiếu 3 tháng. Người giúp việc trong thư phòng lại quá ít. Ta đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, thấy nhà ngươi thông minh lanh lợi, liền tiến cử nhà ngươi với phu nhân đó. Hơn nữa, phu nhân cũng có chút ấn tượng với nhà ngươi, nên bà ta đã đồng ý rồi. Điều nhà ngươi tới thư phòng giúp đỡ nhé. Chúc mừng nhé, đây chẳng phải là một chuyện đại sự tốt lành sao? Nếu như ở những nhà khác, được điều tới thư phòng cùng thiếu gia đọc sách, quả nhiên là đại sự một bước lên tiên. Nhưng Tiêu gia không hề có con trai, thư phòng cũng chỉ là chốn dành cho các tiểu thư thỉnh thoảng lui tới đọc sách mà thôi. Các tiểu thư đọc sách cũng chỉ là trang trí mà thôi. Lâm Văn Vinh mà tới thư phòng thì có thể nói một chút tiền đồ cũng chẳng còn. Đồ chết tiệt, nhà ngươi định hãm hại ta, nhất định là nhà ngươi thấy ta sống ở đây phong lưu thoải mái nên trong lòng không vui. Trong lòng Lâm Văn Vinh sáng như tuyết, giọng nói mai mỉa rằng, đây quả là một công việc tốt đó. Vương quản gia cũng biết Lâm Tam là người thông minh, hơn nữa sau lưng còn có Phúc Bá làm chỗ dựa, là một cái đinh cứng. Ông ta vốn không muốn tới giờ trò gì cả, nhưng ai bảo người chủ kia nói như vậy chứ? Ông ta đành cứng đầu cứng cổ như vậy. Lâm Văn Vinh nào đâu có nghĩ tới ông ta có nỗi khổ gì. Thấy vẻ mặt Vương quản gia không có chút gì là giả bộ cả, liền cười hai tiếng nói. Hờ, về việc này thì Vương gia là người cũng biết đó. Phúc Bá ở đây rất cần ta. Ta chỉ sợ nhất thời không biết ra đi ra sao đây. Vì vậy, hay là nhờ ông hãy tới nói trước một câu với Phúc Bá. Ta làm sao dám đi tìm Phúc Bá chứ? Hai bên đều là những nhân vật không thể đắc tội được. Đành phải lời nói của ai nặng hơn thì ta nghe người đó vậy. Trong lòng Vương quản gia có nỗi khổ không thể nói lên lời. Ông ta cười khàn nói. Không cần đâu. Phúc Bá lão ấy hai ngày nay tới Hàng Châu để chuyển cây cỏ rồi. Phải nửa tháng nữa mới có thể quay về. Dù sao thì ta cũng đã hỏi ý kiến phu nhân rồi. Bây giờ chỉ cần nhà ngươi trực tiếp tới là được. Hóa ra là như vậy. Tên tiểu tử này gan cũng to đấy chứ. Lại dám nhân lúc Phúc Bá không ở đây lấy việc công báo thủ tư. Ông già Phúc Bá này, không có việc gì thì đi công tác gì chứ? Lâm Văn Vinh tự cắn răng, nguyên rủa Vương quản gia chết đi sống lại. Một lúc lâu sau mới nghĩ tên Vương quản gia này được. Nhà ngươi đã làm mùng một thì chớ có trách ta làm hôm rằm nhé. Hãy nhìn ta xử lý nhà ngươi đây này. Thế này vậy. Lâm Văn Vinh cười nói, vậy ta sẽ tới thư phòng làm việc, dù sao thì Vương quản gia cũng biết, Phúc Bá hy vọng rất nhiều ở ta. Hay, ta thật sự là rất sợ tới thư phòng làm loạn lên, làm xấu mặt mũi của Phúc Bá. Không đâu, sẽ không như vậy đâu, Lâm Tam, người nhất định sẽ làm được rất tốt là đằng khác, ta rất tin nhà ngươi. Thật khó để thấy Lâm Văn Vinh đồng ý, Vương quản gia đưa tay gạt mồ hôi trên trán đi, cuối cùng đã hoàn thành được nhiệm vụ. Trong lòng thoải mái như chút được một gánh nặng vậy. Cứ quyết định như vậy, Lâm Văn Vinh là thế hệ đầu tiên mà Phúc Bá nhận. Vương quản gia đương nhiên cũng không dám làm khó hắn quá đáng. Đã điều hắn tới thư phòng thu dọn dẹp, bộ viên đinh này ông ta cũng không dám tùy tiện phái người tới. Lâm Văn Vinh tự nhiên vẫn được ở lại trong khu vườn yên tĩnh này, không ai có thể đuổi hắn đi được. Nhắc tới đọc sách, Lâm Văn Vinh đã học hơn 20 năm rồi, vậy nên kinh nghiệm tự nhiên rất phong phú. Có điều đó đều là những kiến thức về toán lý hóa. Còn như văn vẻ thì hắn chỉ biết đọc thuộc vài bài thơ ra. Cũng chỉ viết vớt vát được chút văn lúc đi thi mà thôi. Sau khi tới thế giới này, hắn ngoài Ngụy Đại Thúc mấy ngày dọn đi xem được chút sách tìm hiểu về thế giới này mà ông ta để lại. Còn những lúc khác, đọc nhiều nhất chính là cuốn tập san Thế giới động vật thôi. Bây giờ bắt hắn vào thư phòng, ngày ngày phải đối diện với sách với chẳng vở, thì chẳng khác nào cho vịt lên quay. Mới nghĩ tới thôi là đã thấy đau cả đầu rồi. Ngày thứ hai, hắn chần chờ mãi tới trưa mới miễn cưỡng đi tới thư phòng. Hắn đã ở trong phủ này cũng đã được một thời gian rồi, thư phòng ở đâu, đương nhiên là biết rất rõ. Thư phòng của Tiêu gia nằm ở trong vườn, là nơi trung tâm trong Tiêu gia, thật là khác xa so với khu hoa viên hẻo lánh kia. Trên đường Lâm Văn Vinh đi, người quen gặp vô số, trong đó phần lớn là các nha hoàn. Tam ca, nghe nói chàng được điều tới thư phòng rồi ư? Tam ca, đợi chút nữa ta sẽ mang đồ ăn tới cho chàng. Tam ca, tối chẳng có rỗi không? Trong khu vườn mới có một vở kịch, ta đã mua 2 cái vé. Chúng ta đi xem kịch tối nay nhé. Tam ca. Những lời oanh oanh yến yến, tiếng cười nói vui vẻ này, may mà Lâm Văn Vinh đã nghe quen rồi. Trên suốt dọc đường cứ bắt chuyện suốt, lúc này mới tới được thư phòng. Một vị tiên sinh đã lớn tuổi, thân hình gầy gò, trên tay cầm một cuốn sách, nhẹ nhẹ vuốt những sợi râu đã bạc trắng. Ông ta đi đi lại lại trong thư phòng, vừa đi vừa đọc. Quan quan sư cứu, tại Hà Chi Châu, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Một tên trẻ tuổi mập ú thì đang nằm bò trên bàn ngáy tù tù. Tiên sinh nhìn nó mấy lần, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Rõ ràng là ông ta không có biện pháp gì cả. Ây, Tiêu gia chẳng phải là không có thiếu gia ư? Vị công tử mập kia từ đâu ra vậy? Lẽ nào là con riêng của Tiêu phu nhân sao? Lâm Văn Vinh trong lòng lấy làm kỳ lạ, liền vội vàng chặn một nha hoàn đi ngang qua lại hỏi. Ây, làm phiền vị tỷ tỷ một chút, tiểu đệ là Lâm Tam, có chút chuyện muốn thỉnh giáo tỷ tỷ. Ngươi là Lâm Tam ư? Nha đầu đó mắt sáng lên, nói với giọng mừng rỡ. Đệ đệ có chuyện gì thắc mắc? Tỷ tỷ không chuyện gì là không nghe. Lâm Văn Vinh không nhịn được dùng mình một cái. Những cô gái trong nhà này dường như đều phát rồ hết lên rồi. Hắn giả vờ như không nghe thấy lời của ả, hỏi. Tiểu đệ vừa rồi bị điều tới thư phòng làm việc nên vẫn chưa quen với tình hình ở đây lắm. Và lại cũng không biết trong thư phòng có những công tử tiểu thư nào. Nhà hoàn trợn tròn mắt nhìn Lâm Văn Vinh, bịt miệng cười nói. Ngươi hỏi ta là hỏi đúng người rồi đó. Người trong thư phòng này cũng không đông lắm. Đại tiểu thư từ mấy năm trước cũng không tới thư phòng nữa rồi. Với học vấn của tiểu thư thì đi dạy mấy vị tiên sinh này vẫn còn thừa sức. Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, nghe theo mệnh lệnh của phu nhân nên cũng thường xuyên lùi tới đây. Nhưng mấy ngày hôm nay có lẽ tiểu thư đã ra ngoài rồi. Còn với vị thiếu gia này thì ngày nào cũng ở đây. Vị tiên sinh này được mời tới đây hầu như là để chuyên dạy cho thiếu gia thôi. Nha đầu này tuy nói kiêng kỵ ẩn giấu, nhưng với sự tinh danh của mình, Lâm Văn Vinh có thể đoán ra chỉ với vài câu ngắn gọn thôi. Đã biết được một số tin tức như sau. Đại tiểu thư học rộng đa tài, nhất định sẽ không phải tìm tới mấy vị tiên sinh này làm gì. Nhị tiểu thư thì trẻ con tinh nghịch, phải nghe lời phu nhân, cũng không thể không tới. Vậy còn vị thiếu gia này dường như là kẻ dốt nát, cái gì cũng không thể học được, vì vậy vị tiên sinh dạy học này mới được mời tới để truyền dạy cho hắn. Lúc nói tới vị thiếu gia, mắt nha hoàn có chút khinh thường, rõ ràng là biểu hiện của vị thiếu gia này vô cùng kém cỏi. Trong lòng Lâm Văn Vinh cũng cảm thấy thầm đau lòng, ngay cả nha hoàn này còn coi thường vị thiếu gia, vậy thì Tiêu gia làm sao có thể ngẩng đầu lên được đây? Tiếp đó Lâm Văn Vinh lại từ nha hoàn biết được lai lịch của vị thiếu gia này. Vị thiếu gia này họ Quách, tên là Vô Thường, là cháu của nhà mẹ Tiêu phu nhân. Cha của nó, cũng chính là anh trai của Tiêu phu nhân, là một huyện lệnh ở dưới Dương Châu. Vì muốn dạy dỗ con nên người nên đã đưa nó tới Tiêu phủ. Muốn nó nhận được sự giáo dục văn hóa tốt, đương nhiên, còn mục đích gì khác thì không thể biết được. Thế nhưng vị thiếu gia này không chịu học hành, không thích văn chương, khi thầy giáo giảng bài thì ngủ gật cả ngày. Phu nhân cùng ông cậu đã đều hết cách với hắn rồi. Vị thiếu gia này quả là không thích học đấy. Trong khi lòng Lâm Văn Vinh đau xót thì cũng mừng thầm. Tuy là tiểu tử này không chịu nổi, nhưng nếu phải tới hầu hạ một công tử ham thích đọc sách, cả ngày ngồi trên lớp, nghe thầy giáo giảng bài thì chẳng phải là muốn lấy mạng Lâm Văn Vinh sao? Đảo lại như bây giờ, vị chủ là công tử ngu dốt, tuy biểu hiện kém cỏi thật, nhưng theo những công tử như thế này thì tha hồ mà lừa bịp, ăn uống chơi bời thỏa thích, cũng tuyệt đó chứ. Lâm Văn Vinh trong lòng dần dần vui vẻ, thường tiếc tiễn biệt nha đầu tỷ tỷ đó, liền tung tăng bước vào thư phòng. Vị tiên sinh nhìn Lâm Văn Vinh liếc nhìn hắn một cái kỳ quái. Lâm Văn Vinh mỉm cười, làm một động tác chào hỏi với lão. Chào tiên sinh, tại hạ là Lâm Tam, là người mới được cử tới làm việc ở thư phòng. Vừa rồi tại hạ ở bên ngoài, nghe tiên sinh giảng bài, thật là bác học đa tài, học thông kim cổ, khiến tại hạ thật sự vô cùng khâm phục. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, tiên sinh thấy kẻ mới tới có vẻ khá, trong lòng vô cùng vui mừng, liền gật gật đầu nói. Đầu có, người quá khen rồi. Vị thiếu gia đó lật ngược người lại, nước miếng chảy ra cả bàn học, sau đó ngáp một cái rõ dài, mở mắt ra nói. Kẻ nào lại luyên thuyên ồn ào ở đây thế này, có để cho người ta ngủ không chứ? Tiên sinh vẻ mặt xấu hổ, vị thiếu gia này sao lại một chút nể mặt cũng không cho vậy? Lâm Văn Vinh vội nói vào. Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi ư? Vị thiếu gia nhìn hắn một cái nói. Nhà ngươi là ai vậy? Bẩm thiếu gia, ta là Lâm Tam, vừa được điều tới thư phòng. Sau này sẽ đi theo hầu hạ người. Ây, ngươi là Lâm Tam ư? Ừ, thật tuyệt, quả nhiên là một người thông minh. Thiếu gia mở to mắt ra, nhìn hắn từ đầu tới chân một lượt, cũng cảm thấy chút kỳ lạ. Những kẻ hầu khác khi nhìn thấy hắn thì đều gọi hắn là biểu thiếu gia. Còn Lâm Tam này, lần đầu tiên gặp đã trực tiếp gọi là thiếu gia. Đừng có coi thường một chữ này. Chỉ thêm chữ này vào đã cho thấy những người hầu khác vốn không coi nó là thiếu gia. Đó là ngoại thích của Tiêu gia. Gia đình Lâm Tam này quả là biết điều, hai chữ thiếu gia nghe mới thoải mái làm sao.
Hơn nữa, nghe người hầu nói Lâm Tam này là một nhân vật nổi như cồn trong Tiêu gia này. Anh Tuấn phóng khoáng, phong lưu, rất có sức hút với các chị em. Để cho hắn đi theo mình, cho mình những ý kiến làm thế nào để tiếp cận hai chị họ và để có thêm nhiều hy vọng tiếp cận với các mỹ nhân. Thiếu gia. Lâm Vận Vinh thấy biểu thiếu gia đó nhìn chằm chằm mình, trên mặt nở nụ cười đắc chí nữa, dường như đang nghĩ tới chuyện gì hay ho đây. Trong lòng hắn không kìm được toát mồ hôi hột, nên phải vội vàng nhắc nhở vài câu thiếu gia. Ồ, cái này, Lâm Tam, từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta nhé. Biểu thiếu gia lớn tiếng. Dạ, thưa thiếu gia. Lâm Văn Vịnh nói với giọng cung kính. Tiên sinh thấy hai người chủ hầu đã làm quen xong, liền nói. Quách thiếu gia, chúng ta tiếp tục học chứ. Quách thiếu gia đang mơ giấc mơ đẹp mà bị người khác quấy rầy thì đã không vui vẻ gì. Bây giờ nghe thấy tiên sinh nói phải tiếp tục học bài, liền không nhịn được, ngáp dài một cái, trong mũi dường như ử nhẹ một tiếng. Tiên sinh thu ngân lượng nhà Tiêu gia, nên với thái độ này cũng chỉ mắt tròn mắt dẹt mà bỏ qua thôi. Dù sao thì tiền cũng đã thu vào túi rồi. Lâm Văn Vinh tất nhiên lại càng không thích nghe giảng bài. Dù sao thì vị biểu thiếu gia này cũng đã không chịu nổi rồi. Không bằng thuận theo ý của nó cho nó ngủ. Sau này làm thuộc hạ của nó sẽ dễ nhờn hơn. Thiếu gia, hôm nay trời thu cao xanh không khí mát mẻ. Hay là chúng ta cùng tiên sinh ra ngoài tìm cảm giác làm thơ được không? Lâm Văn Vinh đưa ra một đề nghị không gì mê người hơn được nữa. Biểu thiếu gia nhìn Lâm Văn Vinh với ánh mắt tán thưởng. Không ngờ được tên Lâm Tam này lại tinh xảo như vậy. Thật là danh bất hư truyền. Hãy để hắn đi theo mình là đúng rồi. Hay đó. Hôm nay thời tiết mát mẻ, gió thu hiu hiu thổi. Học trò cho rằng đây chính là thời cơ đạp thu tốt nhất. Không biết tiên sinh nghĩ sao? Biểu thiếu gia hỏi tiên sinh với giọng tôn kính. Câu nói này của biểu thiếu gia tuy có cung kính thật, ngôn từ thì trang nhã. Nhưng trong lòng Lâm Văn Vinh thầm nghĩ ý hắn ta rằng thiếu gia ta muốn ra ngoài tìm thú chơi. Tốt nhất là nhà ngươi đừng có đi theo ta. Việc này... Tây Tịch toát hết mồ hôi hột. Ông ta cũng biết vị biểu thiếu gia này là chủ như thế nào. Có cho ông ta mấy lá gan nữa thì ông ta cũng không dám để biểu thiếu gia ra ngoài như vậy. Liền vội vàng hỏi lại. Quách thiếu gia, nghe nói nhị tiểu thư vừa mới quay trở về, không chừng tiểu thư sẽ tới đây ngay lập tức. Vừa nghe thấy nhắc tới tên nhị tiểu thư thôi, biểu thiếu gia vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng, nói. Vậy sao? Biểu muội sẽ tới ngay lập tức ư? Như vậy cũng hay, ta sẽ ở lại đây học những quyển thơ này. Đợi một lát nữa sẽ tỉ thí học vấn với biểu muội xem sao. Tỉ thí ư? Lâm Văn Vinh cười trộm. Tên nhóc con nhà ngươi, gia đình ta còn giỏi hơn ngươi, ngươi lại còn dám so đo với ai chứ? Vị Tây Tịch kia thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng đã giữ được chân thiếu gia, liền vội vàng nói. Nhị tiểu thư mấy ngày trước tới Tô Châu làm công việc, nghe nói là đêm hôm qua mới về tới nhà. Ta vừa mới nghe thấy tin tức này. Lâm Văn Vinh tới phủ này cũng đã được khoảng một thời gian rồi. Thấy nha hoàn và bọn người hầu hạ hay nhắc tới nhiều nhất là Tiêu gia đại tiểu thư anh minh giỏi giang như thế nào. Còn với vị nhị tiểu thư này thì lại ít nhắc tới vô cùng. Cũng không biết là tại sao nữa. Đúng rồi, tiên sinh. Biểu muội có mang theo Uy Vũ tướng quân tới không vậy? Biểu thiếu gia nét mặt có vẻ sợ sệt. Tay sờ sờ mông nói. Lần trước hắn đi nhìn trộm nhị tiểu thư tắm. Kết quả là chưa tới gần cánh cửa thì đã bị Uy Vũ tướng quân đuổi theo cắn vào mông rồi. Uy Vũ tướng quân ư? Nhị tiểu thư ư? Lâm Văn Vinh vừa nghe thấy câu đó mặt tái mét. Nếu như không nhớ nhầm, thì con ác cẩu bị mình đánh chết kia có tên là Uy Vũ tướng quân. Nếu như vậy thì Uy Vũ tướng quân chính là con ác cẩu mà nhị tiểu thư nuôi. Như thế thì có thể biết rằng người dắt con chó ấy tới cắn mình cũng là vị nhị tiểu thư này. Chả trách mà bọn nha hoàn kia chạy nhanh như bay như vậy. Hóa ra là đều rất sợ vị nhị tiểu thư này. Tiểu nữ này ta có đắc tội gì với người chứ? Sao lại ra thủ đoạn độc ác như vậy? Trong lòng Lâm Văn Vinh vô cùng tức giận, nhưng lại cũng có chút sợ hãi. Chàng không phải sợ vị nhị tiểu thư đó, mà là sợ vị nhị tiểu thư này lại mang thêm một con chó dữ tên là Trấn Viễn tướng quân gì gì đó tới. Vậy thì hôm nay chàng chẳng còn nơi nào để chạy nữa. Nói cái gì thì cái đó xuất hiện. Lâm Văn Vinh vừa mới nghĩ tới đây, thì nghe thấy bên ngoài một âm thanh có chút quèn quèn vọng tới. Quách biểu ca, hôm nay ca học được những bài thơ mới nào thế? Giọng nói này, cho dù có đánh chết Lâm Văn Vinh thì chàng cũng vẫn sẽ không thể quên được. Chính là giọng nói của nha đầu dắt con chó hung dữ ở bên ngoài cổng ngày hôm đó. Tên tiểu nữ này còn đá chàng vài cái nữa. Lâm Văn Vinh tuyệt đối sẽ không quên được. Biểu muội, muội đến đó ư? Biểu thiếu gia vội vội vàng vàng bước tới chào hỏi.
Từ ngoài cửa, một cô nương chừng 16-17 tuổi bước vào, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng, đúng là một tiểu mỹ nhân. Lâm Văn Vinh vừa nhìn thấy trong lòng lặng đi, tiểu nữ này chẳng đã gặp trước đây rồi. Chẳng phải là vị tiểu thư đã mua nốt quyền báo tam bản cuối cùng ngày hôm đó sao? Chẳng trách mà nàng đã cố gắng hỏi ta là đã từng gặp Tiêu đại tiểu thư chưa. Hóa ra là nàng sớm đã có âm mưu rồi. Cũng chẳng trách mà ngày hôm đó nhìn nàng thấy hơi quen quen. Hóa ra nàng chính là con của Tiêu phu nhân. Nghĩ tới Tiêu phu nhân là đương nhiên rồi. Tiêu nhị tiểu thư bước vào trong cửa, nhìn thấy Lâm Văn Vinh nhưng không hề ngạc nhiên một chút nào. Trên khuôn mặt nàng lóe lên một nụ cười đắc ý, nói với biểu thiếu gia rằng: Quách biểu ca, hôm nay ta tìm cho ca một nô tài tới hầu hạ ca, ca có vừa lòng không? Trong lòng Lâm Văn Vinh hơi ngạc nhiên, bây giờ mới ngỡ ra là ngày hôm nay bị điều tới thư phòng này hoàn toàn là do sự sắp xếp của vị Tiêu nhị tiểu thư này. Vị vương quản gia kia cũng chỉ là giúp một tay. Nghĩ lại thì chàng đã suy sụp vài lần dưới tay thuộc hạ của nhị vị tiểu thư này, nên trong lòng chàng nhất thời có chút lo lắng bất an. Song nhìn thấy Tiêu nhị tiểu thư này không hề đi cùng với một con ác cẩu nào, trong lòng bỗng yên tâm đi nhiều. Ác cẩu thì chàng không chắc, còn tiểu nữ thì có thể nào thì biết thế ấy. Đâu có, chỉ cần là đồ vật biểu muội chuẩn bị cho ta, thì ta sẽ thích thú vô cùng. Biểu thiếu gia vội nịnh hót. Tuy Lâm Tam này có thông minh đến đâu, thì cũng chỉ là một kẻ hầu người hạ mà thôi. Trong mắt của hắn thì không bằng cả một đồ vật. Tiêu nhị tiểu thư nhìn Lâm Văn Vinh đứng đó không nói một câu nào, biết rằng hắn đã bị mình trấn áp, trong lòng đắc ý vô cùng, liền nói với biểu thiếu gia rằng: Quách biểu ca, ca hài lòng là tốt rồi. Hôm nay ta cần tên nô tài này có chút việc, làm lỡ việc học hành của ca rồi. Biểu thiếu gia vội vàng nói: Biểu muội, muội đừng đi, hôm nay ta có ý làm cho muội một bài thơ. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Biểu muội thấy ta làm bài thơ này thế nào? Tây Tịch Tiên Sinh và Lâm Văn Vinh đều trợn mắt há mồm, lại có loại người vô liêm sỉ tới mức này ư? Vị biểu thiếu gia này cũng có thể nói là có một không hai rồi. Tiêu nhị tiểu thư cười khanh khách nói: Quách đại ca, bài thơ này ca đã đọc hơn 20 lần rồi, lần sau có thể thay đổi chút đi được không? Tiêu nhị tiểu thư không đùa nữa, nhìn Lâm Văn Vinh nửa đùa nửa thật nói: Tên nô tài này, hãy đi theo ta. Từ khi nhìn thấy Tiêu nhị tiểu thư, Lâm Văn Vinh đã biết là hôm nay việc này khó có kết thúc tốt đẹp gì. Nghìn không nên, vạn không nên, không nên bán tính mạng mình cho tiểu nữ này được, càng không nên tới Tiêu phủ. Là một gia đình không bằng cả một con chó như thế này, bây giờ rơi vào tay người ta rồi thật là bị động. Có điều Lâm Văn Vinh cũng không phải là người sợ sệt gì, thấy Tiêu nhị tiểu thư mỉm cười nhìn mình, dáng vẻ thư tha ấy khiến Lâm Văn Vinh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Gió xuân thổi trống trận lôi, ta là Lâm Tam, ta chẳng sợ ai cả. Khi hai người bước ra ngoài, không hề nói câu nào, Tiêu nhị tiểu thư bước phía trước, Lâm Văn Vinh bước theo sau. Vị Tiêu nhị tiểu thư này trông dáng vẻ chưa tới 17 tuổi, tuổi vẫn còn trẻ. Ở quê của Lâm Văn Vinh, đứa trẻ bằng chừng này đang học trung học thi đại học. Sao lại tới thế giới này, tiểu nha đầu mới có chút tuổi, lại đã ngang bướng đánh đá như vậy chứ? Lâm Văn Vinh thật sự không thể hiểu nổi. Trên dọc đường, bọn gia đình nha hoàn nhìn thấy Tiêu nhị tiểu thư tới đều mặt biến sắc, lánh đi đường vòng tránh gặp mặt, không dám tiếp cận vị nhị tiểu thư này nửa bước. Như vậy có thể thấy rằng, tiếng xấu của vị Tiêu nhị tiểu thư này chắc chắn đã sớm được lan truyền ra, cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Tới một căn nhà, Tiêu nhị tiểu thư nhìn Lâm Văn Vinh rồi nói: Tên nô tài nhà ngươi, hãy vào theo ta. Khuôn mặt à lộ ra vẻ đắc ý, trong mắt lóe lên chút xảo quyệt, à bước đến đẩy cửa bước vào. Lâm Văn Vinh do dự một chút, vị Tiêu nhị tiểu thư này chẳng phải là người hiền lành gì, hôm nay dụ ta vào căn phòng này phải chăng lại có âm mưu gì? Nghĩ tới âm mưu, chàng lại nhớ tới con ác cẩu đã chết dưới tay mình. Tiểu nữ này ắt sẽ muốn báo thù, trong đó hẳn phải có cái bẫy nào đó. Sao vậy? Không dám bước vào phải không? Khi nhà ngươi chân đạp tay đấm vào hôm đó, chẳng phải là uy phong lẫm liệt lắm sao? Tại sao hôm nay lại nhút nhát vậy chứ? Nhị tiểu thư nhìn vẻ mặt do dự bất quyết của chàng, liền nói với giọng thách thức. Lâm Văn Vinh không hề sợ tiểu nữ này, điều chàng sợ là con ác cẩu. Vểnh tai lên nghe ngóng một lát, trong thư phòng này vô cùng yên tĩnh, có vẻ như không có tiếng chó sủa nào cả. Chàng không yên tâm chút nào, lại cẩn thận nghe lại lần nữa, vẫn chẳng có động tĩnh nào cả, liền yên tâm hơn một chút. Chàng cũng không nói gì cả, nhìn nhị tiểu thư đó cười nhạt một tiếng, rồi bước vào chẳng sợ sệt gì. Vừa vào cửa nhìn,
Đây là một căn phòng vô cùng rộng rãi, trống trải. Trong phòng trống trơn, ngoài một cái cánh cửa nhỏ ra thì chẳng có một thứ gì hết. Tiểu nhị tiểu thư đã bước tới cánh cửa nhỏ kia, thấy chàng bước vào theo chẳng sợ sệt gì, liền quay đầu lại cười nói. Sao vậy? Ngươi không sợ ta sẽ lại thả chó ra cắn nhà ngươi sao? Lâm Văn Vinh cảnh giác nhìn xung quanh, không hề thấy có gì khác thường, trong lòng liền yên tâm hơn, cười lạnh lùng đáp. Ngươi cũng chẳng phải là chưa nếm mùi cổ tay ta. Đừng nói là ác cẩu, chừng ngay cả ác nhân nào đó ta cũng trị được. Tiểu nhị tiểu thư sắc mặt có chút thay đổi nói. Tên nô tài nhà ngươi cũng to gan đó. Gì cơ? Ta ư? Ta là chủ nhân của ngươi. Hãy ngoan ngoãn đi. Nếu như không phải là bổn tiểu thư, tên nô tài nhà ngươi ngay cả cửa Tiêu gia cũng không bước vào được đâu. Lâm Văn Vinh giật mình chợt hiểu ra. Hóa ra mình có thể bước vào Tiêu gia thuận lợi như vậy, chẳng phải là do công lao của Ngụy lão, mà chính là tiểu nữ đứng trước mặt ta đây đã lên tiếng trước. Cũng chả trách mà mình tới muộn, vẫn được vào. Vị tiểu thư này xem ra đã sớm tích oán với ta. Mất công suy nghĩ nhiều như vậy, chung quy lại vẫn chỉ lại con ác cẩu kia. Hóa ra là người sớm đã có âm mưu ư. Nhưng không biết ta đã đắc tội gì nhị tiểu thư ở chỗ nào, mà người phải tốn nhiều công sức để đối phó với ta như vậy. Lâm Văn Vinh nói. Ngươi còn nói là không đắc tội với ta ư? Nhị tiểu thư cau mày trợn mắt nhìn nói. Hôm đó, nhà ngươi lấy bức họa của tỷ tỷ ta ra bán khắp nơi, còn nói ra những lời khinh bạc như vậy ư? Người nhà Tiêu gia ta dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao? Buồn cười thật, ngươi dựa vào đâu mà nói bức họa đó là của tỷ ngươi chứ? Toàn thành Kim Lăng này, đại tiểu thư cũng không có mấy người, ai có thể vẽ ra bức họa giống người thật chứ? Ta không nói ngươi vu hãm, mà ngươi lại truy hỏi ta. Lâm Văn Vinh cười hỉ hả, những lời nói này đều là nghiêm túc, không hề có nửa lời giả dối. Hôm đó bức họa vốn là vẽ theo chân dung của Tiêu phu nhân, căn bản có giống Tiêu đại tiểu thư, nếu cố ép vài nét giống nhau thì cũng có thể cho là hai mẹ con họ giống nhau như đúc. Đúng là Lâm ta mồm mép lợi hại. Tiểu cô nương mặt tức giận đỏ ửng lên, rõ ràng là không nói lại được với tên gia đình này. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ nô tài nhà ngươi cẩn thận, nếu không thì ngươi còn cho rằng người nhà Tiêu gia dễ bắt nạt. Nô tài? Nghe thấy à cứ luôn miệng gọi mình là nô tài, Lâm Văn Vinh trong lòng vô cùng tức giận, liền cười nhạt nói. Tiểu nhị tiểu thư, ta nghĩ người đã nhầm đó. Ta chỉ là một dân làm thuê theo hợp đồng cho Tiêu gia, chứ chẳng phải là nô tài gì hết. Trên cái ước đó còn ghi tên Tiêu Ngọc Sương, Tiêu nhị tiểu thư nữa. Chỉ cần ta thấy các người không thoải mái là ta có thể lập tức ra đi. Nếu như người muốn tìm nô tài thì trong Tiêu gia nhiều vô kể, chứ đừng có tìm ta mà chút giận. Lâm Văn Vinh nói xong quay người bước đi. Với tiểu cô nương hiêu trương bạt hổ như vậy, không chịu nổi cũng không tránh được hay sao? Chàng dùng sức kéo cánh cửa vài cái, cánh cửa đó chẳng hiểu sao lại bất di bất dịch. Lâm Văn Vinh còn tưởng rằng mình không đủ sức, liền kéo mạnh thêm vài cái, nhưng vẫn không đẩy được cánh cửa ra. Lần này Lâm Văn Vinh đã hiểu, nhất định là vị Tiêu nhị tiểu thư này đã giở thủ đoạn gì đó. Tiêu nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương cười nói, sao vậy, sợ rồi phải không? Hôm nay không có mệnh lệnh của ta thì không ai cũng bước ra ngoài cánh cửa này được. Hóa ra căn phòng này có mật thất. Sau khi Tiêu Ngọc Sương bước vào, liền kéo mật thất, khiến Lâm Văn Vinh bị giam bên trong phòng này. Thấy tiểu nữ này sớm đã có âm mưu rồi, có điều lúc này trong căn phòng chỉ có chàng và Tiêu Ngọc Sương mà thôi. Đối phó với tiểu nữ này thì chàng vô cùng tự tin, tất nhiên là không có gì phải lo sợ. Lúc này chàng cười nói, có ra bên ngoài được hay không cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm cả. Có nhị tiểu thư ở cùng ta thế này thì ta còn sợ gì nữa chứ? Ngược lại, người phải lo sợ mới phải. Ta chẳng phải là người tốt gì đâu. Với tiểu nữ xinh đẹp, luôn có cách đối xử đặc biệt. Ta và người ở cùng một phòng, cũng nên cẩn thận đó. Tiêu Ngọc Sương tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu những chuyện giữa nam và nữ. Nhưng những cô nương ở thời đại này thường trưởng thành sớm. À cũng chỉ muốn báo thù Lâm Văn Vinh, nhưng lại quên mất như thế này, tức là đã trở thành cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng. Với danh tiếng của một tiểu nữ nhỏ tuổi thế này, thì thật là thiệt thòi quá. Nàng mặt đỏ tía tai, tức giận, cắn răng đáp. Ngươi là đồ xấu, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lâm Văn Vinh nhìn bộ dạng bực tức của tiểu nha đầu trong lòng, cảm thấy thật đực cười. Chàng nhìn Tiêu Ngọc Sương đáp. Ta nói nhị tiểu thư, người không nên tự nghĩ mình tốt đẹp như vậy. Con người ta tuy có thích mỹ nữ đó, nhưng vẫn chưa tới mức đói khát không có thức ăn. Loại táo xanh như ngươi, cho dù có cho thêm ta 2 lượng bạc, ta cũng không cần. Người vô liêm sỉ. Tiêu Ngọc Sương hét lớn, đồng thời kéo cánh cửa nhỏ phía sau ra.
hai vệt sáng xanh liền chiếu từ trong phòng ra bên ngoài. Chó săn! Lâm Văn Vinh giật mình. Đây là một con còn to xác khổng lồ hơn Uy Vũ tướng quân mà chàng đã giết chết hôm đó. Trong mắt nó lóe ra vẻ dữ tợn, khiến Lâm Văn Vinh toàn thân nổi da gà. Miệng của chó sói bị buộc bởi một miếng vải đỏ. Chẳng trách mà Lâm Văn Vinh không nghe thấy tiếng chó sủa nào. Hóa ra là Tiêu Ngọc Sương đã sớm chuẩn bị. Vị Tiêu nhị tiểu thư này để đối phó với chàng có thể nói là đã tốn không ít công sức. Tiêu Ngọc Sương nhìn Lâm Văn Vinh với vẻ mặt tái nhợt, liền cười đắc ý nói. Sao vậy? Ngươi không nghĩ ra phải không? Đây chính là con chó săn ta cố gắng tìm được từ Tô Châu về đó. Tên nó là Trấn Viễn tướng quân. Nó và Uy Vũ tướng quân chính là một cặp trời sinh, chính là dùng để đối phó với nhà ngươi đó. Tên nô tài nhà ngươi không chỉ đã đánh chết Uy Vũ tướng quân của ta mà còn ăn thịt của nó nữa. Hừ, ta xem Trấn Viễn tướng quân hôm nay sẽ xử lý nhà ngươi ra sao. Tên tiểu nữ này tại sao có thể biết được ta đã ăn thịt chó chứ? Nghĩ ngợi một lát thì hiểu ra rằng nhất định là do Phúc Bá đã lộ ra bí mật này. Chẳng trách mà ông già này mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu cả. Hóa ra là trong lòng ông ta đã có âm mưu từ trước. Nghĩ lại bộ dạng sợ hãi của Phúc Bá mấy ngày hôm đó thì có thể thấy rõ ràng là đã biết sự lợi hại của vị nhị tiểu thư này nên mới chủ động thẳng thắn như vậy. Cũng chẳng trách mà đã mấy ngày rồi tiểu nữ này mới tới báo thù. Hóa ra là tới Tô Châu duyệt binh cứu trợ. Trần Viễn tướng quân nhìn Lâm Văn Vinh với con mắt ngấu nghiến, dường như đã hiểu rằng trước mắt đây chính là kẻ thù đã cướp đi sinh mạng của cẩu thê của mình. Ánh mắt nó xanh lè, cái lưỡi nó thè ra đỏ chót, với những chiếc răng nanh của nó nhè ra dữ tợn, lóe ra bạch quang. Chết tiệt, sơ ý quá, thật là sơ ý, không ngờ rằng tiểu nữ này lại biết suy tính đến thế. Biết được rằng giờ thủ đoạn này Lâm Văn Vinh sẽ sợ run cẩy sấy. Nhìn tiểu nha đầu yểu điệu và con ác cẩu điên cuồng đứng trước mặt, chàng cũng chẳng biết nên làm thế nào cả. Tiêu Ngọc Sương thấy Lâm Văn Vinh mặt tái nhợt, biến sắc, biết rằng mình đã một tay che ngang trời có tác dụng. Nhìn tên gia đình dữ tợn, khuôn mặt sợ hãi, trong lòng ả vui mừng khôn xiết nói. Sao vậy, đồ khốn nhà ngươi, hôm nay đã biết sợ rồi chứ? Hừ, đừng trách ta không chỉ cho ngươi con đường sống. Chỉ cần ngươi nói ra bức tranh đó là do ai vẽ ra, và vì những lời nhà ngươi xúc phạm ta vừa nãy, hãy tự tát vào tai 100 cái, thì ta sẽ tha cho nhà ngươi. Căn phòng này chính là để Tiêu nhị tiểu thư bố trí chuyên dành để trị những gia đình nha hoàn không nghe lời. Trước đây chỉ cần ả lên tiếng là bọn kẻ hầu người hạ tất nhiên câm như hến. Người nào không mở to mắt dám làm trái lệnh thì đừng nói là tạt 100 cái bạt tai, cho dù 1.000 một vạn cái cũng phải chịu. Chiêu thức trừng trị kẻ hầu người hạ này của ả không phải là hiếm thấy. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tam đáng ghét như vậy, nếu không trừng trị một trận đâu ra đó thì làm sao có thể tiêu đi nỗi tức giận trong lòng ả được. Lâm Văn Vinh cũng quật cường không kém. Nếu chỉ nói ra là ai là người vẽ bức tranh đó thì cũng chẳng có gì là to tát cả. Nhưng tự mình bạt tay mình thì Lâm Văn Vinh chưa từng mất mặt tới mức vậy. Đặc biệt là đối diện với tiểu nha đầu điêu ngoa này. Người càng mềm yếu thì ả sẽ càng lấn tới. Lâm Văn Vinh thản nhiên nhìn tiểu nha đầu với vẻ coi thường nói. Ngươi đùa sao? Ta lại phải sợ tiểu nha đầu như ngươi sao? Có thủ đoạn gì thì hãy tùng hết ra đi. Thấy ác đinh này hiêu chuông như vậy, Tiêu nhị tiểu thư chỉ biết cắn răng. À nhẹ nhàng tháo miếng buộc mõm con chó ra, nhìn Lâm Văn Vinh với con mắt hung hăng nói. Nhà ngươi đừng có hối hận đấy, Trấn Viễn tướng quân, tấn công. Lời ả vẫn chưa nói xong, dây thừng vẫn chưa cởi ra hết, thì Lâm Văn Vinh xuất chiêu trước Trấn Viễn tướng quân. Lao nhanh về phía ả như một mũi tên bắn ra, Lâm Văn Vinh liều mạng hành động vô cùng nhanh chóng. Chàng đã chịu đựng một lần nhục rồi, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Hạ thủ trước lấy ưu thế, hạ thủ sau dễ gặp khó khăn, đạo lý này đã rất rõ ràng rồi. Tiêu Ngọc Sương chưa kịp ra mệnh lệnh thì đã bị Lâm Văn Vinh bịt chặt miệng, đẩy mạnh ả áp sát vào tường. Ngươi, nhà ngươi muốn làm gì chứ? Tiêu Ngọc Sương chưa từng nghĩ là Lâm Văn Vinh lại bưu hãn như vậy. Càng không nghĩ được rằng động tác của chàng lại nhanh nhẹn như vậy. Lúc này cả người ả đều nằm trong tay của Lâm Văn Vinh. Ngươi không được làm bừa. Ta là Tiêu nhị tiểu thư. Ngươi dám ức hiếp ta. Phụ mẫu ta, tỷ tỷ ta đều sẽ không tha cho nhà ngươi đâu. Đây chẳng phải là Tiêu nhị tiểu thư sơ ý, mà thực tế là thực sự không thể lường trước được. Trước đây bọn gia đình nha hoàn bị ả trừng trị thì mới nhìn thấy ả là đã không dám ngẩng đầu lên nữa rồi. Mặc kệ muốn làm gì thì làm, chẳng có ai dám đối xử với ả như vậy. Ả tắc oai tắc quái quen rồi, chưa hề nghĩ rằng một kẻ hầu người hạ lại dám động thủ với mình như vậy. Chính vì thế mà đã tạo cơ hội cho Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh ghi chặt chân vào chân đang cố dãy giụa của ả, cảm giác được sự mượt mà nhẵn nhụi của da thịt đôi chân ả cọ sát vào. Cánh tay chàng đặt trước ngực ả, ghi chặt cổ ả lại. Hơi nóng từ ngực ả tỏa ra,
khiến Lập Văn Vinh không thể kìm nén được trái tim bồi hồi. Thật là không thể thấy được nha đầu mới 17 tuổi này lại có cơ thể như thế. Khi lớn thêm thì thế nào nữa? Vì, nghĩ ngợi lung tung gì chứ? Tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ hơn cả em gái đang học đại học. Bản thân lại có suy nghĩ xấu xa này, thật là không bằng đồ cẩm thú. Lập Văn Vinh tự chửi thầm chính mình. Tiểu nhị tiểu thư cảm giác được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể chàng áp vào cơ thể mình. Hơi thở đàn ông từ cơ thể chàng phả thêm từng đợt lên mũi. À, Tiêu Ngọc Sương trái tim đập rộn ràng như một con hươu nhỏ vậy, vội vàng hét lên. Nhà ngươi muốn làm gì chứ? Ngươi không được ức hiếp ta. Phụ mẫu ta, tỷ tỷ ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu. Lập Văn Vinh cười híp mắt lại nói. Vậy thì Tiêu nhị tiểu thư thân mến, lúc vừa rồi khi người thả chó ra xông tới cắn ta, có nghĩ tới phụ mẫu ngươi không? Còn tỷ tỷ ngươi nữa? Khi người ức hiếp người khác, có từng nghĩ tới phụ mẫu người, tỷ tỷ người không? Tiêu Ngọc Sương chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều quen, đâu có gặp được một gã cường hãn như thế này. Hai mắt đỏ hoe nói. Ai bảo nhà ngươi không nói cho ta biết ai đã vẽ bức tranh đó chứ? Người ta tức giận mới cố ý tìm nhà ngươi gây khó dễ thôi. Muốn hồi tưởng lại cảnh thả chó cắn người? Vị tiểu thư này còn cường hãn hơn cả ta đó. Lập Văn Vinh trong lòng toát mồ hôi hột, chỉ là nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương có hình dáng hấp dẫn, trong lòng cũng không kiên cường được. Nói cho cùng thì ả cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, còn không bằng cả một đứa trẻ nữa. Một ông già lớn tuổi thì cũng nhỏ mọn quá. Chàng đang nói thì lại thấy Tiêu Ngọc Sương trong mắt lóe lên vẻ xảo quyệt. Trong lòng Lâm Văn Vinh bỗng tỉnh ngộ trở lại. Tiểu nữ này rõ ràng là đang lấy tiến mà lùi. Trước tiên lấy lòng thương hại của ta, chỉ cần ta buông tha cho ả, lập tức ả sẽ ra đòn tấn công mới. Từ sự sợ hãi của bọn gia đình nhà hoàn trong phủ với ả, thì có thể thấy tiểu nha đầu này bình thường nhất định là vô cùng hung hăng. Là người chủ trời không sợ, đất không sợ. Nếu thả ả ra dễ dàng như vậy, thì chẳng phải là tự mình chuốc lấy phiền phức hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Văn Vinh nhìn thẳng vào mắt ả nói. Ồ, thật sự chỉ là như vậy sao, tiểu nhị tiểu thư? Ta nghe những kẻ hầu người hạ trong phủ này nói, người bình thường ức hiếp bọn họ, không việc gì độc ác người không dám làm. Lẽ nào lại có việc này? Tiểu nhị tiểu thư trợn tròn mắt nhìn nói. Ngươi là nô tài gì mà ăn nói bậy bạ như thế chứ? Ta sẽ không tha cho ngươi. Lâm Văn Vinh ánh mắt hung hãn nhìn ả nói. Ta chỉ cần ngươi trả lời là phải hay không phải không thôi. Thấy trong mắt Lâm Văn Vinh lóe lên vẻ hung dữ, trong lòng Tiêu Ngọc Sương có đôi chút sợ hãi, nhưng vẫn nói với giọng ngoan cường rằng. Không có, ta đối xử với bọn họ rất tốt, ăn uống thoải mái, còn thường xuyên thưởng ngân lượng cho bọn họ nữa. Nô tài nào dám bịa đặt nói xấu sau lưng ta chứ? Vậy ư? Lâm Văn Vinh cười híp mắt nói. Tại sao những lời ta nghe được lại trái ngược hoàn toàn so với những gì người nói chứ? Ta nghe nói trong căn phòng này người đã làm không ít chuyện xấu ra. Lâm Văn Vinh nhìn mật thất được giấu kỹ trong căn phòng này. Tiêu nhị tiểu thư lại có thể điều khiển mật thất ấy một cách thành thạo. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên ả làm việc này. Những người từng bị ả trừng trị chắc hẳn là không ít. Người có nói hay không vậy? Lâm Văn Vinh nhìn Tiêu Ngọc Sương với ánh mắt sáng lấp lánh. Đương nhiên là đang nghĩ xem có cách nào để ứng phó với những trò quỷ quái của ả kia không. Lập Văn Vinh lộ vẻ mặt hung hãn, càng siết chặt tay trên cổ ả hơn. Tiêu Ngọc Sương bị chàng ép mạnh tới mức mà hít thở cũng thấy khó khăn. Lại nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của chàng như thể không có ý tương hòa tiếc ngọc gì cả. Tuy ả có ngang ngược, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, vẫn chưa hiểu thế sự. Chẳng bao giờ phải chịu sự đe dọa như thế này cả. Trong lòng vô cùng sợ hãi, bỗng ả khóc lớn một tiếng. Lâm Tam, đồ cẩu nô tài nhà ngươi! Ngươi dám ức hiếp ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nghe ả lại gọi mình là nô tài, Lâm Văn Vinh vô cùng tức giận. Chàng kéo ả quay ngửa lại, rồi ép sát vào tường, vỗ mạnh một cái vào mông ả. Trong lúc chàng tức giận, cái vỗ này không nhẹ chút nào. Cảm giác tiếp xúc da thịt mượt mà tùy thích thú, nhưng cảm giác bị sỉ nhục đã khiến chàng quên đi tất cả. Tiêu Ngọc Sương trong lúc đó, tiếng khóc lại càng thêm mãnh liệt hơn. Lâm Tam, tên nô tài nhà ngươi, ngươi dám đánh ta ư? Ta sẽ đánh chết nhà ngươi. Cứu ta với, tên nô tài Lâm Tam đánh người. Cứu ta. Tiêu Ngọc Sương ra sức gào thét, nhưng ả quên rằng mình đã dặn bọn người hầu ở bên ngoài rằng lát nữa cho dù bên trong có phát ra bất cứ âm thanh nào cũng không ai được phép vào trong. Như vậy là vốn muốn xử lý Lâm Tam, nhưng không ngờ lại tự hại bản thân mình. Bọn người hầu vốn đã vô cùng sợ sệt vị nhị tiểu thư này rồi. Nghe lời dặn dò của ả thì ai cũng bỏ đi cách xa thật xa cho yên chuyện. Lúc này trong lòng Tiêu Ngọc Sương hối hận cũng chẳng phải nói. Cái vỗ của Lâm Tam dường như có ma lực kỳ lạ, đánh đúng vào chỗ nhạy cảm,
lại khiến lòng ngả dâng trào một cảm giác đặc biệt. Tiểu nhị tiểu thư vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa xấu hổ. Do quay lưng lại với Lâm Văn Vinh, ả ra sức dãy giụa, hai đôi chân nhỏ không ngừng đá ra phía sau, muốn cho tên nô tài ác này một trận. Người có nói hay không? Giọng Lâm Văn Vinh nói vọng lên bên tai. Không nói. Tiêu Ngọc Sương nói ngoan cường, nhưng lại cảm thấy trên mông đó có cái gì nặng trịch đè lên. Một cảm giác cay cay, đau đớn, khiến ả không kìm được rơi nước mắt. Lâm Văn Vinh vỗ vào mông ả không hề thương tiếc, cứ như thể đang giáo huấn một tiểu nữ tử không chịu nghe lời vậy. Tiểu nha đầu này, không có ai dạy dỗ, nên đè đầu cưỡi cổ người khác tác oai tác quái. Người lớn lại không quan tâm. Hôm nay ta sẽ thay phụ mẫu tỷ tỷ của ngươi dạy dỗ ngươi. Tiếng khóc thét của nhị tiểu thư ngày một lớn hơn. Lâm Văn Vinh lại càng đánh, càng nhanh, càng mạnh hơn. Dần dần chàng ra tay có chút quá đáng, khiến cho nha đầu này cảm thấy đau, nhưng lại không hề khiến ả bị thương. Tiểu nhị tiểu thư chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Ả quát lớn tiếng. Lâm Tam, ngươi là đồ tồi, ta cắn chết ngươi. Ả quay ngoắt lại, há miệng cắn một cái thật đau vào cánh tay đang ép chặt người mình của Lâm Tam. Cái cắn này là do Tiêu Ngọc Sương quá tức giận, tự nhiên đem hết sức lực ra. Cánh tay Lâm Văn Vinh đau xót, trong lòng nổi điên lên, đập một cái hùng hãn, vô cùng mạnh vào bả vai của Tiêu Ngọc Sương. Lúc này Lâm Văn Vinh không hề nghĩ ngợi gì cả. Lúc Tiêu Ngọc Sương cắn, liền bị đau, hét toáng lên. Bỗng ả buông ra, dựa vào tường khóc thút thít. Lâm Văn Vinh nhìn hai vết răng cắn hẳn sâu trên cánh tay rơm rớm chút máu, trong lòng tức giận vô cùng. Chết tiệt, tiểu nữ này không những nuôi chó mà hành xử cũng chẳng khác gì chó. Vết cắn này cũng chẳng thua kém Uy Vũ tướng quân là mấy. Nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương khóc thút thít, trong lòng Lâm Văn Vinh cũng có chút không đành lòng. Nhưng chẳng biết lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất. Nếu như hôm nay không thể giải quyết làm hòa với ả, thì sau này thật sự là khó mà có thể sống nổi. Người nói hay không? Lâm Văn Vinh tức giận nói, giọng điệu không hề có ý thương tiếc. Ta, người giữ dằn gì chứ? Nhị tiểu thư vừa nói vừa khóc. Ta cũng chẳng làm gì bọn nô tài đó cả. Chỉ là thỉnh thoảng tìm một vài gia đình để cho họ đánh nhau với Uy Vũ tướng quân trong căn phòng này thôi. Có lúc tìm vài nha hoàn tắm cho Uy Vũ tướng quân một chút. Nào có biết bọn họ nhát gan như vậy chứ, lại trở nên sợ như vậy. Dã man, đổ dã man. Để cho gia đình và chó đánh nhau ư? Thật hổ thẹn là những gì Tiêu Nhị tiểu thư nghĩ ra. Với sức lực của bọn họ thì làm sao có thể trở thành đối thủ của Uy Vũ tướng quân được chứ? Tiểu cô đương này thật là không hổ là ác ma của Tiêu gia đại trạch. Chỉ dựa vào Uy Vũ tướng quân là ai ai nhìn thấy cũng phải nhường đường. Nhị tiểu thư cảm thấy chàng dừng lại không ra tay nữa, lén quay đầu lại nhìn trộm thì thấy Lâm Tam đang nhìn mình với ánh mắt dữ tợn, khuôn mặt đáng ghét không tả nổi. Tiêu Ngọc Sương trong lòng quính lên, nước mắt lại tuôn trào nói. Lâm Tam, ngươi đừng đánh ta nữa, ta biết ta sai rồi. Ngươi sai ở chỗ nào? Lâm Văn Vinh nói. Ta không nên nuôi chó hành hung người khác, không nên ngoan cố điêu ngoa, không nên ức hiếp ngươi. Ngươi đừng đánh ta nữa. Tiêu nhị tiểu thư khóc lóc thẹn thùng nói. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng rồi nói. Vậy thì ngươi hãy thề, sau này không tùy tiện ức hiếp người khác nữa, cũng không được trả thù đả kích người khác nữa. Tiểu nhị tiểu thư liếc nhìn chàng, nói với giọng tủi hờn. Nếu như ta không ức hiếp người khác, vậy người khác ức hiếp ta thì làm thế nào? Lâm Văn Vinh vỗ một cái vào mông ả, vừa cười vừa mắng rằng. Tiểu nha đầu này, không ức hiếp người khác, là người ta đã được yên ổn lắm rồi, còn ai dám tới ức hiếp người chứ? Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ lên, trợn trừng nhìn Lâm Văn Vinh một cái. Nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của chàng đang nhìn mình, khuôn mặt hung dữ không nói lên lời, tiểu cô nương trong lòng sợ hãi bĩu môi nói. Thề thì thề chứ sao? Ngươi làm gì mà phải hung dữ như vậy chứ? Ta từ trước tới nay chưa hề gặp một nô tài xấu như ngươi. Thấy Lâm Văn Vinh mặt lạnh như băng, Tiêu Ngọc Sương vội vàng sửa lại. Được, được, ngươi không phải là nô tài, ngươi là gia đình của nhà ta. Ta từ trước tới nay chưa hề gặp một gia đình hung dữ như thế này. Khi Tiêu Nhị tiểu thư thề, thấy Lâm Văn Vinh vẫn chưa có vẻ gì là muốn thả mình ra, trong lòng ả tức giận. Làm thế nào để chống lại sức mạnh của Lâm Văn Vinh? Tiêu Ngọc Sương chỉ đành mở to mắt nhìn chàng, nói với giọng cầu xin. Lâm Tam, ta đã thề rồi, ngươi còn không tha cho ta ư? Hôm nay dọa tiểu cô nương này sợ phát khiếp, thì có lẽ ả sẽ không còn dám tìm mình gây khó dễ nữa. Chuyện này cũng có thể coi là đã tạm ổn. Trong lòng Lâm Văn Vinh tính toán một chút rồi nói. Vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi phải nhớ kỹ những gì ngươi đã thề. Những trò độc ác ngươi đã làm với ta, ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta coi như giải hòa. Ngươi xem như vậy được chứ? Tiêu Ngọc Sương thấy chàng có vẻ mềm lòng rồi, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi rất nhiều,
liền vội vàng mặc cả. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta bức tranh đó là do ai vẽ? Còn nữa, tiểu san đó là chủ ý của ai vậy? Nếu không thì ta sẽ nói cho phụ mẫu và tỷ tỷ của ta đổ xấu xa nhà ngươi đã đánh ta. Lâm Văn Vinh không ngờ rằng ả vẫn còn nhớ chuyện này. Thực ra thì cũng cười không được, khóc chẳng xong. Nghe câu nói sau của ả, trong lòng chàng không được vui vẻ lắm. Sắc mặt lập tức thay đổi, nói: sao có thể như thế được? Ý này của người chẳng phải là muốn uy hiếp ta ư? Con người ta đây chẳng sợ xét gì cả, nên cũng chẳng sợ uy hiếp, đặc biệt là kiểu uy hiếp nha đầu trẻ con này của ngươi. Tiêu Ngọc Sương thấy sắc mặt chàng lại bắt đầu dữ tợn, liền òa lên khóc lớn nói rằng: ngươi đồ tồi, nói ta ức hiếp ngươi ư? Nhưng ngươi ức hiếp ta, đánh ta, từ nhỏ tới lớn vẫn chưa có ai dám đối xử với ta như vậy. Ngươi đã được chiếm ưu thế như vậy rồi mà sao vẫn không trả lời câu hỏi của ta vậy? Lâm Văn Vinh liếc nhìn ả một cái, thấy ả khóc lóc thương tâm, vẻ mặt ấy tuyệt đối không phải là giả tạo, liền mủi lòng nói nhẹ nhàng rằng: nhị tiểu thư, cho dù là cướp cũng có đạo lý riêng, mỗi ngành mỗi nghề đều có quy củ của nó. Nếu như ta nói cho ngươi biết rồi thì ta chính là một tiểu nhân không có chữ tín. Con người ta tuy mặt dày một chút, bề ngoài tuấn tú một chút, nhưng vẫn vô cùng coi trọng hai chữ danh tự. Người đừng có ép ta nữa được không? Không chừng một ngày nào đó người sẽ tự tìm thấy vị đại sư đó đó. Tiêu Ngọc Sương thấy chàng tuy mặt có vẻ hung dữ nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thương lượng, trong lòng liền không sợ hãi gì nữa. À nấc lên một tiếng rồi nói: nhà ngươi ra mặt dày thật đó, vậy còn không thả ta ra ư? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt lại nói: nhưng có một điểm ta phải nói rõ ràng trước đã. Vừa rồi những lời thề mà ngươi nói ra, ngươi nhất thiết phải làm được. Nếu như để ta biết được sau này ngươi lại ức hiếp người khác nữa, thì không phải là tét vào mông đơn giản như thế này đâu. Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng lên, muốn tức giận. Thấy Lâm Văn Vinh nghiêm mặt lại, không dám nữa, chỉ đành nói ngoan ngoãn rằng: biết rồi. Lâm Văn Vinh than một hơi dài rồi đáp: một đứa con nít cả ngày chỉ nghĩ sẽ giày vò trừng trị người khác thì là có chuyện gì vậy? Có nhiều thời gian rảnh thì học nữ công gia tránh, công việc nội trợ bếp núc mới đúng chứ. Nếu không thì sau này làm sao mà xuất giá được? Tiểu nhị tiểu thư mặt ửng hồng nhìn chàng mà không hề dám cãi lại nửa lời, liền thỏ thẻ nói rằng: ta có xuất giá hay không, không có cần ngươi phải quan tâm đâu chứ. Đánh nhau với đàn bà, nam nhi thật là có chút không công bằng. Trong lòng Lâm Văn Vinh cảm thấy thật buồn cười, nên cũng chẳng muốn so đo tính toán gì với ả nữa, liền nhẹ nhàng buông tay ra. Tiêu Ngọc Sương được tự do trở lại, trong lúc ngạc nhiên, toàn thân sớm đã không còn sức lực gì nữa. Ả dựa người vào tường, chậm rãi tụt xuống đất. Cái mông vừa bị đánh đòn đau, liền hét toáng lên một tiếng, toàn thân nhảy dựng lên như thể bị lửa thiêu đốt vậy. Lâm Văn Vinh liếc nhìn ả một cái rồi nói với giọng bất đắc dĩ: nhị tiểu thư của ta, người lại làm sao vậy? Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng nói: đều tại đổ xấu xa nhà ngươi, đánh vào chỗ đó, lần này ta làm sao mà ra ngoài gặp mặt ai được. Vị nhị tiểu thư này thật là tính khí trẻ con, nói khóc là khóc ngay được. Lâm Văn Vinh là người đánh mà cũng ứng phó không kịp. Vừa rồi hai người đánh nhau, Lâm Văn Vinh vẫn không kịp đánh giá ả. Lúc này nhìn kỹ thì mới thấy vị tiêu nhị tiểu thư này lông mày lá liễu, mũi cao môi đỏ, khuôn mặt trái xoan. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã đặc biệt là một tiểu mỹ nhân, với bộ dạng khóc lóc lúc này buồn như mưa hoa lệ rơi, có một mùi hương yêu kiều không thể tả được. Không biết vì sao mà nhìn tiểu mỹ nữ xuất chúng này, Lâm Văn Vinh bỗng nhớ tới mẫu thân phong tình của nàng. Mẹ nào con ấy, tiểu nha đầu này còn thừa hưởng tất cả những ưu điểm của mẹ để lại. Đối với nha đầu nhỏ tuổi này, Lâm Văn Vinh cũng chẳng có hứng thú gì cả. Nhưng thấy bộ dạng lệ sầu rơi của ả, lòng chàng không sao yên được, cứ như là nắm đấm đánh vào bông hoa mềm mại vậy. Được rồi, nói đi, rốt cuộc thì người sao vậy? Thấy vị tiểu cô nương khóc mãi không thôi, Lâm Văn Vinh không nhịn được nói: Ta đau chỗ đó, đều là do đổ xấu xa nhà ngươi. Tiểu cô nương nói nhỏ nhẹ ngượng ngùng. Lâm Văn Vinh ổ nhẹ lên một tiếng, nhận thấy khi mình hạ thủ đã mạnh tay quá. Lúc này mong vị tiểu cô nương này chắc chắn là đã sưng vù lên rồi. Ai bảo người trước đây cứ thích làm loạn lên, cứ coi đây là trừng phạt những gì người đã làm. Lâm Văn Vinh vừa cười vừa nói: Ngươi... Tiểu cô nương mặt giận dữ vô cùng đáp: ta nói cho phụ mẫu và tỷ tỷ,